Thưa quý vị, và bây giờ thì là Quốc Thượng đang ở trong ngôi gia của một ông anh mà mình gọi ông là ông anh lớn nãy giờ đó. Từ lúc mà anh ở hải ngoại, anh về Việt Nam, anh hoạt động nghệ thuật và anh sống ở đây luôn, là tới hôm nay là bao nhiêu năm rồi? Anh nghĩ là 20 năm. Nhưng mà là chị Loan có ở với anh một năm là chỉ vậy một lần vậy. Nhưng mà từ bữa giờ là không có về là lý do chắc chịch luôn. Thì đó là em hiểu rồi đó. Đang hot girl Covid-19. Nhưng mà bình thường á, bình thường anh ở một mình anh như vậy thì nó có khó khăn, nó có bất tiện gì không? Có chứ em. Nó bất tiện thứ nhất là cái vấn đề ăn uống của anh đó. Nó không có được bình thường, nó thất thường đó. Là thường thường là anh đi ăn ở ngoài. Một cái nữa là khi về á, thật sự em biết là anh gặp em như vậy nè thì sẽ vui nè. Nhưng mà khi mà em đi đóng cửa cái rầm cái là anh đó là anh buồn. Bây giờ hỏi thăm nhau nè, anh khỏe không? Anh khỏe. Em lâu lắm rồi em không có gặp anh á. Thật sự cái này là ngạc nhiên thật, giật mình thiệt đó. Thiệt thật, tại biết sao không? Anh chia sẻ thật. Thì khi mà anh vừa quay đi về á, cái xương cổ anh nó cũng hơi cong cong à. Là cái thần kinh anh nó cũng hơi chót vát. Thì anh dòm anh tưởng giống chị Loan lúc mà chị ở nhà đó. Anh hy vọng là mấy em mời chị Loan về thiệt. Nhưng mà nói chung thì không có Loan thì Thế Lan cũng được, cũng dần chữ L. Người ơi, sau khi mà ráng ngồi cuốn cuốn dò dò nhét nhét được cỡ chục cuốn thì Lan cảm thấy là đi qua order bà bán gỏi cuốn luôn cho nó lẹ đi, cho nó đẹp. Chứ Lan thấy cái gỏi cuốn của Lan cuốn nó hơi bị kỳ. Mặc dù cũng đã cố gắng để mà mình làm cho có con tôm ra ngoài rồi mà nó vẫn không có đẹp bằng cái gỏi cuốn của cái cô bán gỏi cuốn cái bên nhà. Nên thôi chắc em đang nghĩ là anh Tài cũng thông cảm cho cái tài nội trợ của Lan. Nói chung là cơ bản là anh cũng sẽ vui vì Lan đã có cái lòng. Nhưng mà Lan hứa với mọi người luôn, anh Tài mà ảnh có quả quyết cái này là của bà bán gỏi cuốn kế bên nhà thì Lan vẫn quả quyết, vẫn khẳng định là do Lan làm. Mọi người đừng có nói cho anh Tài nghe nha. Chuyện bình thường là anh kèm được hay lắm, nhưng mà bữa nay là quả thật là anh không kèm được. Thôi anh cảm ơn em rất nhiều. Thì anh sẽ cố gắng, anh sẽ sống khỏe, sống lo để cho em đỡ lo. Và anh cầu mong rằng xin nó có lẹ lẹ chút để vợ chồng mình có thể gặp nhau. Anh rất là nhớ em. Cảm ơn em. Rồi hôm nay thì phải nói là em và Ngọc Lan rất là cảm ơn anh về một cái buổi gặp gỡ như thế này. Trước tiên là chúc anh mau sớm như là đoàn viên với chị. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe.